Yamaha MT-03 là mẫu naked bike được nhiều người ưa chuộng và các thông tin cho thấy Yamaha đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc MT-03 hoàn toàn mới. Dự kiến xe sẽ được trình làng tại một sự kiện diễn ra vào tháng 11 năm nay. Yamaha MT-03 sẽ có thiết kế dựa trên những tinh hoa từ các thành viên gia đình MT khác như MT-09, MT-125. Xe sẽ có đèn pha kép, công nghệ LED. Ngoài ra, xe cũng sở hữu hệ thống treo lộn ngược phía trước. Thiết kế của Yamaha MT-03 sẽ tập trung vào việc đưa tới một mẫu xe cơ động, nhỏ gọn, với trọng lượng nhẹ để người dùng có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trong đường phố. Mẫu Naked Bike này của Yamaha cũng sẽ được trang bị khối động cơ 2 xi lanh với dung tích 321cc, loại DOHC 4 van. Dự kiến Yamaha MT-03 sẽ đạt công suất tối đa là 42 mã lực tại vòng tua 10.750 vòng một phút và mô men xoắn cực đại đạt 29.6 Nm tại vòng tua 9.000 vòng một phút. Xe cũng được cấp nhiên liệu bằng hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống đánh lửa TCI đi kèm với hộp số truyền động 6 cấp. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng full LED trên toàn thân xe. Đồng hồ hiển thị dạng LCD toàn phần. Yamaha MT-03 cũng sở hữu thiết kế bình xăng cùng với màu sắc logo hoàn toàn mới.